ở đây đây. Trời bự lắm mọi người, con mực nang bự lắm. Quá gì bự luôn. Nó chết à, nó chết à. Ừ đẹp đủ. Cái con mắt nó bự cho bá luôn cậu. Nhìn kìa con mắt kìa. Ok ok. Trời ơi bự không? Ừ, mực nang bự lắm mọi người. Loại này là mực nang bự lắm mọi người. Loại này nó mới chết thôi. Quá trời ngon cả nhà ơi. Quá trời hên quá, được con mực nang con này cả ký ha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch Sinh TV. Cả nhà ơi, hôm nay thì xin cùng với hai đứa cháu của mình. Dễ thương không? Cưng lắm. Biết bơi, biết nhảy hót, biết tắm biển, biết lặn luôn. Nói chung là mấy đứa ở đảo rất là giỏi. Hôm nay thì mình mời cả nhà cùng với Sinh đi qua một cái bãi tắm nổi tiếng ở hòn mình. Thì ai mà đã ra cái hòn đảo Nam Du này rồi sẽ biết được là cái cảnh ở đảo mình rất là đẹp và dễ thương. Không phải là mình quảng cáo đâu cả nhà. Nếu thật sự mình không cần quảng cáo, cái đảo mình chỉ cần bấm lên YouTube hay Google thôi là thật sự rất là nhiều người biết. Thì sáng hôm nay mình cũng giới thiệu cho mọi người cái chỗ bãi biển rất là đẹp và nói chung là mọi thứ đều thiên nhiên hết nha. Chứ sau này mọi người ra thì không có biết là nó có còn thiên nhiên hay không nha. Chứ đối với mình bây giờ hiện tại là nó vẫn còn là thiên nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi trải nghiệm cái bờ biển dễ thương đó. Rồi mình sẽ cùng với cả nhà câu cá ngay tại đó luôn. Tại vì bữa trước là mình có qua đó, mình câu dính rất là nhiều cá. Cá này nó chỉ có như đây thôi cả nhà, nó không có bự nha. Nói chung là nó như đây thôi nè. Nó không có bự như cả nhà. Nó chỉ vừa đủ thôi. Đó thì hôm nay thì mình sẽ mời cả nhà qua bên đó câu cái loại cá này về để mà mình kho hoặc là mình làm một cái lẩu gì đó cho ngon. Thôi bây giờ mình đi nha cả nhà. Rồi đây, lên xe. Cả nhà ơi, đây là một cái phần bãi mến nhỏ của mình nha. Qua cái eo bên kia là bãi mến lớn, là cái chỗ mà mình sẽ đến để mình quay. Còn đây là một cái cảnh rất là yên bình ở đảo mình. Rất là đẹp nha. Sẵn mình đi quay mình cho cả nhà cùng thấy. Đây là khách du lịch họ đã tới đây. Họ quay vào những cuối tuần ở nhà. Rất là đẹp nha. Cái eo này nhìn cảnh vật rất là yên bình với lại chụp rất là đẹp luôn á mọi người. Nếu ai tới thì nhớ đừng bỏ qua cảnh này nha. Cái cảnh rất đẹp. Cả nhà ơi, đây là một cái bãi mến lớn nè cả nhà, đó. Cả nhà thấy không, cái chỗ này rất là đẹp, là cái chỗ bãi biển á, khách họ chụp rất là nhiều. Cuối tuần là họ hay ra đây rất là nhiều nha mọi người. Để mình tới đây và sẽ quay kỹ hơn cho mọi người xem cái chỗ này nha. Nhìn rất là đẹp luôn á. Ở trên đây là toàn cảnh để mình cho mọi người thấy nguyên cả cái khu vực ở chỗ này nha cả nhà, rất là đẹp. Nó như là một cái vùng vịnh, một cái eo biển rất là đẹp nha. Đó. Rất là đẹp. Cả nhà nhìn thấy không?
cái khúc tuốc ở xa xa kia là thường thường là để cho khách du lịch đó, họ sẽ tắm và câu cá hoặc là vui đùa gì đó đó mọi người. Cả nhà nhớ tới đây để mà thưởng thức nha, trải nghiệm ở đảo Nam Dung mình nha cả nhà. Cả nhà ơi, xin vừa mới câu được một con nha. Loại này là vừa đủ bự luôn. Cái loại này nó không còn lớn được nữa nha cả nhà. Mình câu cái loại này về mình kho keo hoặc là mình làm một cái lẩu cá gì đó nó cũng ngon nha. Cái loại cá này cái da của nó rất là dai, chứ là thịt nó rất là dai dai nha cả nhà. Còn chiên mình chưa có từng làm. Về kho keo ăn ha. Loại này về kho keo ăn ngon á. Cỡ này là nó hết bự nha cả nhà. Đó, mình câu vậy là rất là bự rồi nha. Cái này là bự lắm rồi nè. Chứ còn mình không biết cái chỗ khác các bạn câu như thế nào nha. Rồi giờ mình câu tiếp nha. Này nước lớn nè, nước lớn cá vô ăn rất là dữ. Mình câu tầm cỡ gần 10 con thôi là mình có món lẩu hoặc là món kho vậy đó. Rồi, con cháu nó lặn à, nó phái biển lắm, nó thấy biển là nó rất là thích. Nhà thấy không, nó phái biển lắm. Nó lặn chứ được cái gì đâu mà nó gán lặn vậy đó. Nó phái lặn coi dưới này đó. Này nước lớn nha, cái lần trước nó ra tới kia kìa. Này nước lớn tới đây. Đây nè, đó các nhà thấy nha. Đây là khách du lịch. Khách du lịch người ta tới nhiều nơi để mà ta quay phim đó, để mà ta chụp cảnh ở nhà đó không. Hôm nay sẵn mình cho cái nhà xem luôn. Ghe này là ghe ở chỗ khác tới cả nhà. Chỗ này là ở bên núi bên kia, chỗ hướng nhà mình ở sau núi á. Hôm nay thì trời bên đây im nên họ qua đây họ đậu. Mát lắm nha. Ê, xuống dưới kia câu cá đi, cậu câu đây mà. Rồi, hướng kia câu lặn đi. Hướng góc á. Cả nhà muốn câu được cái loại cá đó. Cái cá nãy là phải có mồi bò này nè. Cả nhà biết không, cái mồi này á, nó rất là nhạy. Cá ăn rất là nhiều nha. Cá rất là thích cái loại bò này. Ai ở vùng biển á, thì sẽ biết được cái này con bò này. Thì ở đảo mình hay gọi nó là con bò thôi, chứ không biết nó tên gì. Nhưng mà cá ăn rất là nhạy, loại nào cũng thích ăn cá này, ăn con bò này chứ. Nhìn nó ngớn nghe chứ, đây là mồi bén của cá nha. Câu tiếp mọi người.
em chọn mượn chỗ này em câu cái nghe chị. Tại cá đó. Dạ dạ. Cá nè. Dạ tại vì mình câu đúng mồi chị. Chị chứ chị lấy mồi khác nó đâu ăn đâu. Này em bắt chỗ em bắt mày bỏ chỗ khác rồi đem tới đây cái em câu. Em qua đây thì dân đảo tao biết mà. Em qua đem câu cái loại này để về em làm lẩu ăn. Làm món cá lẩu hay là chị kho keo ngon lắm. Thì... mình vừa mới gặp được thằng em, nó làm ở đây nè. Thì nói chung là em nó làm ở gần gần đây nè, rồi nó để nó câu cá lăng căng cho nhiều lắm. Để mình đi qua đây mình câu cho nó ha. Thằng này của mình nó câu được thêm một con này cả nhà thấy không? Đó. Con này được rồi nè. Con này căng. Nhiều lắm. Từ bến qua đó hả? Rồi mắc từ bến chưa thấy em nghĩ có đâu. Cái này là bự rồi cả nhà. Cái này là ấy dạ, cá này là bự rồi nha. Thử đậm nhất đó. Rồi đậm nhất luôn cả nhà. Cái này là bự rồi. Bỏ ra đi. Bữa trước anh câu tới cả ký luôn. Câu với em nè. Cái này cái rồi cả ký luôn bự không à. Bữa nay anh qua anh câu chứ sao cái mày bỏ này nó ăn nhiều chứ mày bỏ nó ăn ít lắm. Bự nè mọi người ơi. Thì bỏ đây đi. Chút mà đi. À cả nhà ơi, bây giờ mình sẽ cùng với hai đứa cháu mình bơi ra ngay cái ghe nha. Này ra cái ghe của ông anh mình nó đồng gần này nè. Để mình xem thử có cá gì không. Thật sự ra thì lăng căng lần này mình câu hơi ít. Nhưng mà vẫn có được 2 đến 3 con. Có khi 4 con đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ ra ngoài đó để coi thử coi là có cá gì là lạ ngon ngon để cho cả nhà xem hay không nha. Giờ đi thử cả nhà. Ok, bây giờ mình sẽ lấy đồ ra ha. Để mình đem tới thúng nha cả nhà. Từ từ kéo xuống. Kéo xuống được không? Đó, mình sẽ đi bằng cái thúng này để đi ra cái ghe của ông anh mình ngoài này nè. Để kéo cho nè, để câu kéo cho. Kéo luôn hả? Từ từ xuống thôi. Rồi kéo từ từ xuống đi. Thúng này nhẹ lắm mọi người, xuống này bằng cái bằng mica. À, cả nhà ơi, mình vừa mới bơi ra tới ghe của ông anh mình nha. Đây, có rất là nhiều, đi từ từ á. Có rất là nhiều đồ câu, đồ câu mực, câu tôm, câu cá nhiều lắm. Đây là cái hàng tôm của ông anh mình nha cả nhà. Anh đã làm câu hết trơn rồi. Tới biển thì anh sẽ thả ra thôi. Đây là mực, những ai đi mực đi tàu vậy đó sẽ biết ha. Còn đây là cá mình vừa mới câu ở trong bờ xong rồi mọi người. Được mấy con ta. Con cá lăng căng bự nè cả nhà. Được cá lăng căng à. Mùa này mình câu hình như nó ít quá cả nhà. Trước á mình câu rất là nhiều nha, câu rất là nhiều luôn á. Câu nhiều tầm cỡ 1 ký á cả nhà.
chắc lần đó mình câu nhiều cá quá nên nó giảm lại. Đó, mình câu được như đây nè. Có cá... Đây là cá trơn. Cá trơn. Đây là con cá... Cái gì ta? Cá mú cọp. Ở đảo mình nhiều loại mú lắm cả nhà. Loại nhất loại hai cũng có luôn. Đó, được với con cá lăng căng rồi nè. Đây là đây là cá... Cá đếm cả nhà. Cá chấm á. Chấm cái cũng là đây không phải là cá lăng căng luôn nha, đây cũng là cá lăng căng nè. Rồi mình sẽ ra đây câu thử coi có loại cá gì ngon ngon không để cho mọi người cùng xem nha. Ở xung quanh mình thì rất là nhiều ghe cộ của anh em đậu, tại vì nhiều lắm cả nhà, nhiều ghe lắm. Bây giờ mình sẽ đi review cái không gian sống của anh em trên biển rồi cả nhà. Đây có gì cả nhà thông cảm cho máy ảnh nha, nhiều khi cuộc sống của mỗi người đang bụng bề nên máy ảnh không có dọn dẹp được. Đó, đây là tất cả mọi thứ mà ông anh mình ổng đi biển xong ổng để đây. Đó, tất cả mọi thứ nè. Cái chỗ này là cái chỗ để đồ thôi, còn chỗ ngủ là trên đây nè cả nhà, gác. Còn đây là bếp ga ha, đây là cái bếp ga ăn uống, như một cái góc bếp riêng, có chỗ của nó còn chặt hơn nữa. Còn đây là ba cái hành tỏi gì đó của ảnh đó. Đây là mấy cái con cá giả nè mọi người. Đó, đây là mấy con cá giả để mà anh câu, nhiều khi anh ra ngoài biển khơi á có thể dùng mấy con cá giả để mà câu ha. Đó, đây là ông câu của mình. Chung là vô đây hôi lắm cả nhà, hôi mùi dầu lắm nên mình cũng cố gắng cho cả nhà xem. Còn đây là cái máy nè, máy móc ở dưới biển, máy móc mà. Đây là quang cảnh trong trong ghe cả nhà, cao một thứ nè. Xuống đây là chịu không nổi đâu. Tôm á, tôm loại nào cũng có chứ. Tôm này nè. Chị bự hả? Chị bự quá, chị bự. Chị to to. Đây là cái chỗ anh ngủ nè cả nhà. Đó là cái chỗ nghỉ ngơi để anh nghỉ ngơi để anh ngủ nè. Trời cũng rất là động. Cho cả nhà xem nè, đó cái chỗ của anh đó. Tại ảnh mới đi biển vô cả nhà nên ảnh mới đi biển vô á nên mọi thứ của ảnh chưa có được gọn gàng cả nhà. Chứ lúc anh đi biển anh làm sạch sẽ lắm, dọn sạch sẽ. Dùng sữa gàng trước ha. Bởi ốc cà phê bởi luôn hả? Ướt đồ hả? Ướt rồi, bởi ốc cà phê áo. Còn đây là đằng trước không? Đây là trước neo cộng bò. Để mình cho cả nhà xem mấy cái con cá mui dùi của ông anh mình nha. Đây, ở đảo mình thì thường thường thì họ sẽ làm cá mui dùi. Đây có tới ba con hoặc là đây bốn con luôn cả nhà, tới bốn con. Thường thường thì mấy ông anh mình thì sẽ làm muối vui thật là nhiều, cỡ này làm ngon lắm á, ăn cũng cỡ 4 tháng 3 tháng, có khi cả năm. 4 con chắc cũng hơi nhiều. Cái thùng muối vui rất là ngon nha cả nhà, mình cũng đã từng ăn qua rồi, ngon lắm. Mà mình với mấy đứa cháu mình mời cả nhà thưởng thức cái món mì nha. Hồi sáng giờ đi gấp quá quên ăn sáng mọi người ơi. Giờ mình với thằng cháu mình làm một ít mì để mà ăn, rồi sau đó mình đi câu cá tiếp nha. Cái chỗ này câu không biết sao cá nó không ăn, biết chắc là có cát không á cả nhà.
sống dân quê bình dị nha cả nhà, rất là im, yên bình. Đây, trong đó là một khu du lịch họ chưa có làm một cái gì hết á. Mấy cậu cháu mình đã thưởng thức xong món mì rồi. Thật sự ra mình ăn cho nó khỏe, rồi để bắt đầu mình chuẩn bị đi kiếm một cái cảnh khác để mà mình đi câu thử thôi. Tại chỗ ở đảo mình rất là nhiều cái chỗ mà cá lắm cả nhà, nhiều chỗ câu cá lắm. Tại hôm nay mình ra đây sẵn có ghe của ông anh đậu đây, sẵn ra đây mình chơi rồi mình cho cả nhà biết được ghe của ông anh mình có cái gì và cuộc sống như thế nào. Đó thì mình ăn uống như vậy đó thì ở ngoài biển mấy ảnh cũng ăn vậy thôi. Mà nhiều khi mấy ảnh ăn đồ còn ngon hơn mình nữa. Cà đây mát quá, cởi áo luôn. Sao? Làm thêm tô đi. Chén đây rồi, lấy không? Gấp không? Bỏ về. Đó. Còn lấy nước nè, con lấy miếng nước nè, con ăn nè. Lo hả? Lấy miếng nước đi. Để coi cái chén cậu bỏ đây. Vậy thôi đó. Rồi. Cho chan nước không? Chan nước đi ăn. Cả nhà ơi, mấy cậu cháu mình đang tới một cái chỗ khác đây nha. Chỗ này rất là ốc nhiều luôn cả nhà. Bây giờ mình sẽ bắt ốc cho cả nhà xem nha, rất là nhiều luôn. Mấy đứa cháu mình bắt rất là nhiều ốc nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt ốc thôi. Đây ốc bự mà, con này ốc bự mà. Tắm luôn đi. Quá trời ốc luôn. Nó ra lên hết trơn. Qua con bự nè, con bự. Nè quá trời luôn nè. Ốc đó, nước lớn ra nhiều lắm. Nó như là nóng vậy trời. Ý gì nữa mà. Mới đây mà cả nhà thấy không? Gần 10 con. Bữa nay hơn 10 con chứ. Mình bắt bên này xong tới mình qua anh kia bắt đúng không? Mình đi câu cá thôi, nhưng mà hôm nay vô tình mình thấy ốc rất là nhiều. Đây các bạn thấy không? Lên rất là nhiều. Trời, ốc mình nhiều ghê không? Có bự không à? Thằng cháu của mình nó lặn được một nang bự rất là mừng cả nhà. Một nang bự rất là bự nha, con này chắc cỡ 1 ký á. Mình đang ở một cái chỗ khu du lịch của đảo Nam Du mình. Đã ra đảo Nam Du mình sẽ biết được tất cả những cái nhà nghỉ này nha. Ở đây đây. Trời bự lắm mọi người, con một nang bự lắm. Quá gì bự luôn. Nó chết à, nó chết à. Ừ đẹp đu. Cái con mắt nó bự cho bá luôn cậu. Nhìn kìa con mắt kìa. Ok ok. Trời ơi bự không? Một nang bự lắm mọi người. Loại này là đang bự lắm mọi người, lò này nó mới chết thôi. Quá trời ngon cả nhà ơi. Quá trời hên quá, được con mực nang, con này cả ký ha. Nó chết rồi đúng không cậu? Ừ. Chết một chùm lum luôn. Ngon không cậu? Đây cá là mấy cá của mình. Rồi mấy con cháu mình dùng cái câu được như này nữa cả nhà thấy không? Mình câu thêm cá này về ăn thôi. Còn con mực này là vô tình mấy con cháu anh bắt được. Mấy cháu mình nó lặn lắm nha mọi người. Quá trời ngon. Nó chết nè ông thôi. Ừ. Chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, xin vừa mới làm tất cả xong mọi thứ, ốc, mực với lại cá luôn, mình làm xong hết rồi. Nói chung đây là một ngày trải nghiệm rất là nhiều cái vui với lại một nhiều cái cũng mệt nha cả nhà. Thì bây giờ hôm nay mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món mực nang này nha. Đó, cái loại mực nang này mình vừa mới vớt ở dưới biển lên luôn. Nói chung là nó cũng không có dơ gì đâu cả nhà. Nói chung là nó kiểu như là mực này á, là ở đảo mình thường xuyên nó đẻ thì nó sẽ tự động nổi lên, tự động đẻ xong nó chết rồi thì cả nhà biết rồi đó.
thì sẽ có một số người sẽ biết là mực nang khi mà đẻ xong thì nó sẽ tự động nó chết và nó sẽ nổi lên mặt nước, rồi mình vớt nó về mình ăn. Có khi một hai ngày cũng xa nha mọi người, mình chỉ cần rửa nó qua nước muối thì sẽ sát khuẩn được thôi. Nên là mọi người, mình đã chuẩn bị cái bếp ga mini ha, với lại mực đây, mình ướp tất cả mọi thứ xong rồi, gia vị đều có trong đây, ướp sa tế, bỏ thêm chút gừng cho nó sắc cái mùi tanh của nó nghe cả nhà. Và ướp nãy giờ cũng tầm cỡ 15 20 phút rồi. Hôm nay mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món cá kho với lại mực với lại cái con cá lăng căng. Thì lăng căng thì nói chung là mình nói với mọi người là mình đi câu cái loại cá lăng căng này về cho mọi người thưởng thức cái món cái loại cá này rất là ngon. Mình đã từng ăn qua rồi. Nên hôm nay vô tình mình là nhặt được mình vớt được cái con mực nang này nè cả nhà. Có bữa mình vớt con cỡ ký mấy luôn nha mọi người. Ở đây nè, mình vớt chỗ này nè. Đây, có bữa mình vớt chỗ này nè. Có bữa thì mình vớt gần đây nè. Nhiều khi á mực nang tự nổi lên đây luôn, nó nổi lên luôn. Đẻ xong cái nổi lên này cái bắt. Thôi, giờ mình sẽ mời cả nhà cùng thưởng thức thêm một cái món này luôn nha cả nhà. Rất là ngon nha. Cả nhà ơi, cả nhà có biết đây là cái trứng cá gì không? Mình cũng không biết nữa. Tại vì cái này là vợ mình nói đây là trứng cá nhồng nha mọi người. Của mấy anh chị ở đây cho. Để mà mình nướng chung với cái này luôn ha. Giờ mình sẽ nướng cái này xong hết đi, rồi mình sẽ nướng cái trứng này sau. Bây giờ mình bỏ vô đây mình ướp luôn ha. Sẵn có gia vị nè, ướp cái trứng này luôn. Trời ơi, lúc đầu mình đâu có biết đâu, mình nghĩ là sẽ đi câu cá đó về thôi, câu cá lăng căng gì cho mọi người cùng thưởng thức cái loại cá đó ngon như thế nào thôi, cho nó như thế nào thôi, ai biết đâu này lại có nhiều món hấp dẫn đó mọi người. Đây là trứng cá nhồng nha. Trứng cá nhồng này thì mình đã ăn rất là nhiều rồi nhưng chưa có nướng, để thử nướng coi sao. Dạ, kiểm tra lại coi. Thơm lắm mọi người ơi, thơm lắm cả nhà ơi, quá trời thơm luôn cả nhà ơi, tuyệt vời. Thơm lắm nha mọi người, nếu ai đã ăn mực nướng thì sẽ biết nha. Còn đây là mình ướp theo cái khẩu vị của mình. Wow, còn đây là cái nồi cá, cái gì ta, cái nồi cá rô mà giờ mình đã làm á. Đây là cả nhà, đây là cá rô kho nha. Wow, nhà thấy không? Ôi, cộng thêm chén cơm này nữa còn gì bằng. Quá trời ngon luôn cả nhà ơi, tuyệt vời luôn, cá rô ngon quá. Cá rô với cá lăng căng thì nó cũng như nhau cả nhà nha. Thì hôm nay mình mời cả nhà cùng thưởng thức với mình một cái món cá rất là ngon, mình đã từng quay cho mọi người xem rồi. Thì hôm nay thì có thêm mực nướng nữa nè, rồi trứng cá nhồng, quá trời tuyệt luôn cả nhà ơi, ngon quá. Mình quên giới thiệu với cả nhà, đây là cái món linh lăng nha cả nhà. Đây là cái loại thuốc rất là tốt nha cả nhà, lên mạng bấm ra đây sẽ biết, đây là cái lá linh lăng ăn rất là ngon. Ai đã từng theo dõi cái kênh của Sinh á thì sẽ biết được là mình có quay luôn cả cái rễ của nó nha. Cái rễ nó rất là ngon, cái rễ của linh lăng này nè là mình dùng để ngâm thuốc
mình dùng để mà ngâm thuốc á. Cái rễ của nó ngay vào cái lá của nó, còn cái thân thì mình không biết. Đây, cái lá nó ăn vô rất là dễ ngủ. Ai mà mắc ngủ này kia thì mình nên trồng cái loại đinh lăng này để mà mình ngủ cho thoải mái, với lại nói chung là cái này gọi là gì ta, an thần đó cả nhà, tốt lắm. Nướng nó teo lại á, nướng nó teo lại á, ngon không? Đây đây đây, đây là cái trứng cá nhồng không mọi người, mình đã đem lên nướng rồi nè. Còn đây là mực, một mấy con cháu mình vớt. Ok, cũng được cũng được, cháu của mình nó đem cơm tới cả nhà, tại vì nhà mình cũng vừa hết cơm mà mình cũng còn chén để thưởng thức cái món này nè. Ồ, chúng mình sẽ hâm lại cái món này ha. Nó chảy gì ra rồi? Chảy nước ra. Ăn đi. Ngon ha. Mà ngon đúng không? Ăn trái nha. Ăn ngon. Cơm bở xương này nha. Nhân bở xương này đi. Cái mực này á cả nhà, mình nói thật sự luôn, nó thẩm thẩm, tại vì mực này nó cũng như nó chết hơi lâu á, rồi cái nó gã ra, nhưng thật sự ra đối với mình nó ngon nha. Cả nhà chưa từng ăn cái cảm giác, chưa từng có cái cảm giác này thôi, chứ thật sự ra ăn rất là ngon, chứ đừng có nghĩ là nó bở rồi nó chưa chín này kia, không phải, rất là ngon. Cảm giác mình ăn, cảm giác nó rất là ngon, chứ không phải là mình chơi cái món ăn này cả nhà, rất là ngon nha, mình nói thật sự. Nè cả nhà nha. Ngon. Cá là vô cái nữa. Cái nhà cá nha. Bên nó không có ăn thịt, rất ăn thịt. Quá ngon. Chả nướng có trứng lên ăn. Thôi, trứng quá luôn. Cái cá nhồng á. Mình muốn làm một cái series, một cái video mới cho cả nhà xem. Về cái món mực mà mực nang bự á, mình muốn mua cỡ tầm cỡ hai con, gần cỡ 2 kg đó, để mình ướp mỡ hành, ướp hành cho cả nhà, ướp ở ngoài, ướp sa tế, ướp hành, thì chắc chắn mình sẽ làm một cái video thật là hay cho mọi người xem về cái món mực đó, rất là ngon. Thật sự mực này nó ngon lắm nha cả nhà, cũng thấm mà ngon nha. Ai mà thích ẩm thực và mình với lại tìm hiểu thì chắc chắn sẽ biết được cái mùi vị lạ của nó rất là ngon. Mời cả nhà nha. Xua là hết cơm mọi người, bỏ vô đây rồi. Trời ơi, cá đã không? Chị sao nổi cả nhà, đói bụng quá. Mời cả nhà nha. Sắp chín này, cái trứng cá nhồng sắp chín này. Chúng mình sẽ mời cả nhà thưởng thức tự cái loại trứng này nha. Lần đầu tiên mình ăn trứng cá nhồng nướng đó mọi người. Ướp sa tế
Rồi, bây giờ mình mời cả nhà thưởng thức với mình cái món trứng nướng cá nhồng nha. Ngon ghê. Ồ, nó lạ. Béo béo nha cả nhà. Cũng dai dai, nói chung là không có dai nhiều quá mà béo. Mà cái độ béo này không phải là béo ngán nha. Béo ăn ăn ngon. Ăn đi con. Này. Con bẻ ra nè, con bẻ ra nè. Cả nhà nha. Trời ơi. À, nó béo béo với lại nó ăn ăn vô thấy ngon lắm mọi người. Đây là đầu tiên mà xin thưởng thức cái món trứng cá nhồng nướng nha. Hy vọng lần sau mình sẽ có một cái bộ trứng bự vậy để mà mình làm cho cả nhà xem. Trời ơi. Đã. Béo béo. Trứng ngọt. Trứng ngọt. Ăn ngon. Mấy đứa cháu mình đã lấy cái trứng này chấm với cá kho tộ. Trời ngon quá nha. Chắc. Nè thôi. Video của mình cũng đã quá dài với lại trải nghiệm rất là nhiều món ngon trong cái video này rồi. Bây giờ mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Nếu cả nhà thấy hay, nhớ đăng ký subscribe chia sẻ cho cái kênh của Sinh để càng ngày càng mạnh lên. Để có động lực á, mình quay thật nhiều món hấp dẫn hơn nữa cho cả nhà cùng xem. Bye bye nha. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Xin chào, bye bye. Cả nhà ơi, đây là một cái món ốc mà hồi chiều á mình có đi bắt về cùng với cháu mình. Ốc này mình đã từng quay rất là nhiều cho cả nhà xem rồi. Hôm nay thì mình cũng quay lại một ít cho mọi người xem. Đây là cái món ốc rame rất là ngon nha. Thường thường ngày thì mình với vợ mình với lại mấy đứa em trong nhà mình thích ăn cái kiểu này. Còn cả nhà thích ăn sao thì mình không biết. Đó, rất là ngon nha cả nhà. Nhìn trẻn miếng chịu nổi luôn. Chúc cả nhà thật là ngon miệng trong những cái video sắp tới của mình nhé. Bye bye. Cảm ơn mọi người nha.